Cô live. Và làm việc mà vẫn đâu ai hay. Lúc này mọi người chỉ hy vọng đưa Việt Nam sẽ lại đỉnh cao vào ngày mai và giải đầu tên chính thức những người mới là U23. Không giống như lần trước, lần này Việt Nam lại đi rất xa, tạo nên một chấn động chưa từng có trong lịch sử, trở lại thật mạnh mẽ còn hơn cả Quy Dự. Nằm trong bài các anh tài, Việt Nam xem là kẻ lót đường và kết thúc vòng bảng vị trí thứ hai. Quán là phi thường trường sâu Iraq, báo chí bảo là đi chắc nhưng kịch bản không từng đã xảy ra. Bùi Tiến Dũng bóng hóa người hùng Iraq lần này là gãy nha. Tiếp theo Qatar, ai cũng nghĩ Việt Nam sẽ về nước. Một trận đấu điên rồ, Dũng Linh này cắn heo ở bên Kem Ly chúng ông Park đang nghĩ trong thực hài hước. Còn cách cướp thêm một trận đấu nữa, Quang Hải có tiêu phẩm để đời. Kết quả thì không ai sáng sủa, bàn thắng hơn mấy vẫn còn đang cười. Vẫn còn đang cười à. Tiếp đến là ACS, Việt Nam lần này đã không nhé, cán đến vị trí thứ tư, niềm vui vẫn còn gì đó dư. Tiếp đà hưng phấn đến không lâu sau đó, một mình Đức Quốc bùng nổ. Suzuki 2018 được khiến cho đội tuyển của Đình liền trước với câu có và những chiến thắng chắc chắn là tin tức khiến truyền thông mình đánh vào đâu. Ai ngờ những cái tên em vẫn đang là trụ cột hiện tại. Với quan hệ Tôn Phượng Vân tiền Quảng Lâm ở Đông Nam Á vẫn có chút gì đó bất bại. Lịch sử lại sang trang khi ông được về thêm huy chương vàng. Đã không biết bao ngày giờ qua bao nhiêu thời khắc, huy chương vàng lịch sử SEA Games vẫn còn muôn đời nhắc. Không dừng lại ở đó, đưa lời tiểu hùng lại cuối cùng chung mang cái đội bóng lớn như Việt Nam thì không ngập ngừng. Một giờ sáng ghi hải ghi xương bóng vào lưới Ả Rập là chiến thắng thời gian cái chen bóng lớn sẽ đời cặp bất ngờ. Nhưng bạn bè thầy đó thật quá oan, những tính toán giờ đây đã bị phá tan. Và thất bại thật tiếc nhưng lịch sử đã được viết. Cái trận đấu kế tiếp chúng ta không có điểm số, nhưng trận gặp Trung Quốc đang mang biến họ thành những thần ngố. Khi gặp lại Trung Quốc, một chấn động đã được tạo ra. Đội tuyển lần này đã quá đổi thay như sự sắp đặt của tạo hóa. Tỷ số là 3-1, một cân đề chứng thực sự. Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam như những chiến binh thực thụ. Tiếp đến chúng ta cầm hòa đội bóng có 7 lần dự cúp thế giới. Hứa thầy khẳng định ở Đông Nam Á đội tuyển đã xây dựng được đế chế. Một trận đấu quá cảm xúc thì mình đánh đầu vào ở phút 19. Và ngay lúc này không biết đã có bao nhiêu người đến. Thật bất ngờ khi chúng ta là người mở tỷ số trước. Đội tuyển có thể dừng bước nhưng chỉ thì quả luôn ngứt. Chúng ta có thể làm những điều mà Thái Lan không làm được. Nếu có hỏi số 1 Đông Nam Á hiện giờ thì số Việt Nam đã vượt ông Park. Ông đã đem lại đến cao hơn cả những dự kiến. Xin cảm ơn ông rất nhiều vì đã luôn cống hiến. Chúng ta chưa bao giờ nghĩ đội tuyển đã trở lại quá mạnh mẽ. Xin gửi những lời chúc đến huấn luyện và cầu thủ hãy thật mạnh khỏe. Bốn năm trước không ai mà chẳng ai biết Bắc Hang Seo. Bốn năm sau mới mang theo lại cả một lịch sử. Bốn năm trước không ai mà chẳng ai biết Bắc Hang Seo. Bốn năm sau mới mang theo lại cả một lịch sử. Bóng đá Việt Nam.